Chắc hẳn thì khi chúng ta, những người khi mà đã chơi bóng thì dù ít hay là dù nhiều thì cũng đã từng mắc phải những cái sai lầm. Tuy nhiên thì đó không chỉ là những cái sai lầm trong từng tình huống cụ thể, mà nó sẽ còn có thể là từ những cái suy nghĩ cũng như là những cái quan điểm của chúng ta. Vậy thì nó có thể là gì? Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để tìm hiểu về 5 quan điểm sai lầm phổ biến ở trong bóng đá. Biết nhiều kỹ thuật bằng với việc đá hay, đó là suy nghĩ phổ biến của rất nhiều người. Và những cái người mang suy nghĩ này thì thường sẽ có thể là sẽ tập trung quá nhiều vào những cái kỹ thuật qua người, những cái kỹ thuật cá nhân mà sao lãng đi những yếu tố khác. Chẳng hạn như là việc luyện tập thể lực, việc phối hợp với các đồng đội, hay thậm chí là những cái kỹ năng cơ bản hơn như là sút bóng. Tất nhiên là cái việc biết nhiều kỹ thuật cá nhân nó sẽ là một cái lợi thế khi mà chúng ta có nhiều sự lựa chọn, nhiều phương án hơn trong từng tình huống cụ thể ở trên sân. Tuy nhiên, biết nhiều chưa hẳn là đã tốt. Việc nắm chắc và sử dụng nhuần nhuyễn một vài kỹ thuật đôi khi đã là quá đủ để chúng ta tung hoành trên sân rồi. Tóm lại thì biết nhiều kỹ thuật là một nét đẹp văn hóa. Tuy nhiên nếu như lạm dụng kỹ thuật thì đó sẽ là một thảm họa. Thật không thể tin được. Gánh tim là một cái khái niệm khá phổ biến ở trong không chỉ là bóng đá mà còn là nhiều môn thể thao khác, thậm chí là cả ở trong những cái bộ môn nghệ thuật nữa. Nói cách khái quát thì thường là những người chơi tốt ở trong đội đem đến những cái đóng góp trực tiếp và nổi bật hơn hẳn so với những cái đồng đội khác thì sẽ được gán cho cái mác này. Tuy nhiên thì đối với bóng đá thì hãy chỉ xem nó giống như kiểu một khái niệm để vui và trêu đùa nhau, thay vì quá đề cao cái việc một người thực sự có thể gánh được cả một tập thể. Ví dụ đơn giản như là khi bạn đi bóng lên và dê bóng qua một rừng người rồi ghi bàn, đó là một nỗ lực tuyệt vời, nhưng hãy nhớ rằng đằng sau đã có những người sẵn sàng hỗ trợ hoặc là bọc lót nếu như chẳng may bạn đột phá thất bại. Chúng ta chơi hay, chúng ta có thể là người hùng của cả đội bóng. Tuy nhiên thì hãy nhớ là một cái nhét nhỏ thì không thể làm nên được mùa xuân. Hãy tự hào vì mình chơi tốt, chơi tuyệt vời. Tuy nhiên thì cũng đừng coi nhẹ những cái công sức của đồng đội trên sân. Đến sân, thay đồ và bước vào đá ngay là một thói quen của rất nhiều người. Nhưng mình tin rằng đó là một thói quen xấu. Và cái quan điểm sai lầm thứ ba sau đây, coi thường bước khởi động. Nếu như mà đánh trúng tim đen của các bạn thì đừng trốn tránh mà hãy thay đổi nó ngay nhé. Khởi động là một việc vô cùng quan trọng, không chỉ đối với bóng đá mà còn đối với bất kỳ môn thể thao nào khác. Nó không chỉ giúp cơ và khớp được làm nóng, giúp việc chơi bóng sau đó hiệu quả hơn, mà còn giúp phần nào hạn chế những cái nguy cơ chấn thương hay là chuột rút xảy ra trong trận đấu. Nhân nói về cái việc khởi động thì ở gần đây mình biết được có một cái bài khởi động mà nó không được đúng cho lắm. Nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta đã và đang vẫn làm cái bài này, đó chính là xoay khớp gối. Đây là một việc khá là không hay bởi vì cái vùng khớp gối này vốn chỉ phù hợp với những cái cử động gập và duỗi, chứ không phải là kiểu xoay giống như nhiều người vẫn thường làm. Xoay khớp gối sẽ có thể khiến chúng ta dễ gặp phải những cái chấn thương hơn. Vì vậy hãy chỉ khởi động gập và duỗi vùng này trước khi chơi bóng thôi nhé. Uống nước là một cái việc rất quan trọng và cần thiết khi chơi bóng cũng như là tất cả những cái môn thể thao khác. Tuy nhiên hãy nhớ uống nước đúng cách. Khi chơi bóng thì chúng ta sẽ mất nước thông qua việc đổ mồ hôi. Việc bù lại nước là cần thiết, tuy nhiên hãy điều chỉnh lượng nước vừa phải. Uống quá nhiều nước để đã cơn khát sẽ khiến cho phần bụng khó chịu. Dân dã thì chúng ta sẽ thường hay gọi đó là tình huống sóc hông. Ngoài ra thì khi uống nước nhiều cũng sẽ dẫn đến tình trạng là mồ hôi sẽ đổ nhiều hơn. Nếu các bạn chưa biết thì khi mồ hôi đổ càng nhiều thì cái lượng muối trong cơ thể cũng sẽ theo đó mà hao hụt theo. Và đồng thời nó sẽ khiến chúng ta xuống sức nhanh hơn. Hãy uống nước từng ít một và chia làm nhiều lần uống nước nhé. Mình khuyên là các bạn nên chọn những cái loại nước uống điện giải để bù muối khoáng, và tránh các cái loại nước có nhiều đường bởi vì nó sẽ khiến cho miệng của chúng ta bị khô và cái cảm giác khát nước sẽ càng thêm mãnh liệt hơn.
cụ ngày xưa thì có câu là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Tuy nhiên đối với bóng đá bây giờ thì cái điều này nó có thể sẽ không phù hợp lắm, bởi vì chúng ta sẽ cần phải làm nhiều việc hơn ở trong bóng đá ngày nay. Đặc biệt là đối với bóng đá 5 người thì các vị trí sẽ phải thay đổi và xoay chuyển liên tục. Một tiền đạo mà kém về khả năng áp sát theo người thì sẽ khiến cho đội nhà gặp khó khăn khi mà dính phản công. Nếu bạn chơi ở hậu vệ mà khi tham gia tấn công lại không biết cách dứt điểm thì lại quá lãng phí. Thủ môn đá bóng tốt nhưng lại kém trong cái việc phân phối bóng và phát động phản công, tấn công thì đó cũng sẽ là một điều đáng tiếc. Chính vì vậy thì ngoài phát triển những cái nhóm kỹ năng chính của vị trí thi đấu sở trường, các bạn hãy dành thời gian để luyện tập thêm những cái kỹ thuật khác để có thể thích ứng trong những cái tình huống khác nhau của trận đấu nhé. Trong 5 cái quan điểm vừa nêu ở trên thì các bạn có mắc phải điều gì hay không? Hoặc là các bạn có biết một cái quan điểm sai lầm nào khác thì hãy để lại bình luận phía bên dưới để mọi người cùng chia sẻ và thảo luận nhé. Trước khi rời đi thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nút chuông để nhận thông báo mỗi khi bọn mình có video mới. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.